Thưa quý vị, ngày 7 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 23 năm 2021 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó thì giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động, hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương, hỗ trợ người lao động ngừng việc. Trong chương trình Pháp luật và cuộc sống hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nội dung liên quan đến vấn đề này. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chương trình. Với 11 chương 46 điều quyết định 23 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ đã hướng dẫn cụ thể trình tự thủ tục triển khai các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cụ thể, người lao động và người sử dụng lao động đủ điều kiện theo quy định được giải quyết ngừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất trong 5 ngày làm việc. Trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời hạn nộp văn bản đề nghị là từ ngày 7 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Ngoài ra, quyết định số 23 cũng hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương. Cụ thể, người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19, được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Theo đó, mức hỗ trợ 1.855.000 đồng một người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới một tháng; 3.710.000 đồng một người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng, tức 30 ngày trở lên; người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng một người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc là người chăm sóc thay thế các trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng một trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho một người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em. Phương thức chi trả, trả một lần cho người lao động. Hiện nay, các ngành đơn vị địa phương đang đẩy nhanh chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, liên quan đến các chính sách hỗ trợ này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa bà, trước những cái diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có những cái giải pháp gì cũng như là đã có những cái hỗ trợ gì cho người lao động cũng như là người sử dụng lao động trong việc mà đang gặp khó khăn do đại dịch COVID theo cái quyết định 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ạ? Thực hiện cái nghị quyết 68 của Chính phủ và cái quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng thời ngày 11 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có kế hoạch số 104. Căn cứ theo đó thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã triển khai thực hiện cái chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong cái 12 cái chính sách đó thì có 3 cái chính sách liên quan trực tiếp đến ngành bảo hiểm xã hội. Cụ thể, thứ nhất là cái chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chính sách thứ hai là cái chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Và cái chính sách thứ ba thì hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao cái trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã thực hiện xác nhận cái danh sách để hỗ trợ cái đơn vị sử dụng lao động và người lao động để được hưởng các cái chính sách hỗ trợ khác theo cái quyết định 23. Cụ thể là cũng đã
hỗ trợ cái người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện để hưởng thất nghiệp, và đồng thời cũng có cái chính sách là hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động. Thì về kết quả thực hiện thì vào ngày 16 tháng 7 năm 2021 thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã kịp thời gửi thông báo đến 5.579 đơn vị sử dụng lao động trên toàn tỉnh, tương ứng với 166.109 lao động, với cái số tiền giảm ước đóng khoảng ước tính khoảng là 78,6 tỷ đồng, với cái thời gian hỗ trợ giảm thì từ tháng 7 năm 2021 cho đến tháng 6 năm 2022 để người sử dụng lao động có thể hỗ trợ cho người lao động phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời cũng đã tiếp nhận giải quyết 6 hồ sơ đơn vị đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất với cái số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì cũng đã xác nhận cái danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, danh sách lao động ngừng việc cho 440 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng với 7.748 người lao động, và cũng phối hợp với ngân hàng chính sách để mà xác nhận cho 10 đơn vị sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động và phục hồi sản xuất kinh doanh. Với cái vai trò là cơ quan tổ chức và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương, thì trên tinh thần triển khai cái thực hiện cái chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo như thế, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tích cực phối hợp cùng chung tay với các sở ban ngành tại địa phương tháo gỡ bớt những cái khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Như vậy thì điều kiện để người lao động được hưởng cái chế độ tạm dừng đóng quỹ hưu trí cũng như là quỹ tử tuất theo cái quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể là gì thưa bà? Theo quy định tại cái điều 5 của cái quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ thì khi đơn vị bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 được thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất khi đảm bảo hai cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội, hoặc là cái đơn vị đó đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí đến hết cái tháng 4 năm 2021 và giảm đi 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm mà đơn vị nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4 năm 2021. Về cái số lao động tham gia bảo hiểm xã hội được tính giảm thì bao gồm là cái đối tượng là chấm dứt hợp đồng lao động nè, hợp đồng làm việc nè, trừ đi cái số lao động mới giao kết hợp đồng lao động trong cái khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị với cơ quan bảo hiểm xã hội. Và cái số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, và đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, và thời gian ngừng việc mà cái thời gian ngừng việc đó cũng từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Và điều kiện thứ hai đó là cái người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được tính giảm thì cái đó nó chỉ bao gồm là cái người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một tháng trở lên, và người quản lý doanh nghiệp điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. Tuy nhiên là nó không bao gồm cái người lao động nghỉ việc để hưởng tương lương hưu từ ngày 1 tháng 5 năm 2021. Một vấn đề nữa là xin được hỏi bà là đối với những cái trường hợp mà người lao động tạm chấm dứt hợp đồng lao động nhưng mà không có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp đó, thì gồm những đối tượng nào và điều kiện cụ thể được quy định ra sao ạ? Theo quy định tại điều 21 của quyết định số 23 Thủ tướng Chính phủ thì cái đối tượng và cái điều kiện để được hỗ trợ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì trước tiên là chúng ta nói về cái đối tượng. Thì đối tượng là những cái người lao động làm việc tại những cái doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, và các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở mọi cái cấp giáo dục như là mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp mà phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong cái thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Về điều kiện để có thể hưởng được cái trợ cấp thất nghiệp này thì có hai cái điều kiện. Thứ nhất
là cái người lao động này đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại cái tháng liền kề trước cái thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Và cái điều kiện thứ hai là cái người lao động này chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ một số cái trường hợp sau đây. Cái trường hợp thứ nhất á, là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Và cái điều kiện thứ hai á, là đang hưởng lương hưu và trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Xin được cảm ơn bà Nguyễn Hồng Hạnh đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 8 năm 2021, Bộ Công Thương có công văn số 4748 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của COVID-19 đợt 4. Theo đó, thì quy định đối tượng mức giảm và thời gian giảm tiền điện trong đợt 4 như sau. Giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt. Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các địa phương sau. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 tại thời điểm 30 tháng 7 năm 2021. Các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn theo chỉ thị số 16 tại thời điểm 30 tháng 7 năm 2021. Danh sách các địa phương được hỗ trợ giảm tiền điện nêu trên do Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực. Mức hỗ trợ giảm tiền điện, giảm 15% tiền điện trước thuế VAT trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh một tháng. Giảm 10% tiền điện trước thuế VAT trên hóa đơn tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trên 200 kWh một tháng. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là 2 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2021. Căn cứ để xác định mức hỗ trợ giảm tiền điện là lượng điện năng sử dụng và mục đích sinh hoạt trong kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2021. Giảm tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Đối tượng giảm tiền điện, các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện sau. Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng chống dịch COVID-19, không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm B khoản 3, điểm B khoản 4, điểm B khoản 5, điều 1, nghị quyết số 16 của Chính phủ ngày 8 tháng 2 năm 2021. Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực, công ty điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác. Mức hỗ trợ giảm 100% tiền điện cho các đối tượng nêu trên. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021. Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19 được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực. Đến đây, chương trình Pháp luật và Cuộc sống xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.